Vâng, xin chào quý vị bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Và bên cạnh mình đây là mẫu Honda CR-V. Đây là phiên bản facelift lắp ráp 2020 tại thị trường Việt Nam. Và đi kèm với sự khan hàng một tháng vừa qua thì cái mẫu xe này cũng đã công bố mức giá niêm yết mới cho cả 3 phiên bản vào mùng 1 tháng 8 vừa rồi. Cụ thể thì Honda CR-V hiện nay được bày bán với 3 phiên bản từ thấp đến cao, bao gồm CR-V E có mức giá khởi điểm từ 998 triệu đồng, CRV G với mức giá là 1 tỷ 048 triệu đồng và CRV L phiên bản cao cấp nhất với cái mức giá tăng nhẹ so với phiên bản nhập khẩu. Mức giá cụ thể của CRV L là 1 tỷ 118 triệu đồng. Và với cái mẫu xe lắp ráp như này thì chúng ta sẽ được ưu đãi 50% thuế trước bạ. Tức là lăn bánh hiện nay với CRV chúng ta chưa hết đến 1 tỷ 2. Là một mức giá khá là mềm so với mức giá lăn bánh của chiếc xe nhập khẩu. Vì thông thường với những xe nhập khẩu thời điểm trước thì chúng ta sẽ dao động vào khoảng 1 tỷ 250 triệu đồng khi lăn bánh mẫu CR-V phiên bản cao cấp nhất. Còn với mẫu xe này, trong video này thì mình cùng đánh giá cái Honda CR-V phiên bản lắp ráp, nâng cấp những cái gì, thay đổi những cái gì hay được trang bị thêm những cái gì mà mức giá chênh lệch không quá là nhiều so với phiên bản nhập khẩu. Đi về review một chiếc xe bình thường, về phần đầu xe, chúng ta có thể thấy ở đây thì trên phiên bản G và L, một điểm thay đổi khá là hay là cả hai phiên bản này, thời điểm trước thì phiên bản G chỉ có đèn sương mù, sẽ được trang bị đèn halogen và đèn pha cốt là đèn LED. Thì tuy nhiên trên cả hai phiên bản hiện nay, chúng ta được trang bị toàn bộ là hệ thống đèn full LED. Và có cảm giác là cái bộ đèn LED chia khoang như này nó rất là sang trọng, rất lịch sự. Tuy nhiên cái cảm giác dài và kéo cùng với cái thanh chrome sáng như này thì mang lại cho cái chiếc xe một cảm giác rất là sang trọng, cũng như là nó phù hợp, nó thanh lịch với cái mức giá của một chiếc xe tiền tỷ như hiện nay. So với các hãng hiện nay như Lexus chúng ta trang bị LSS cộng hay Ford Everest B-Turbo chúng ta có cảnh báo radar, thì Honda Sensing là một tính năng như vậy. Khác với các hãng khác thì với Lexus chúng ta có radar trực tiếp trên logo, với Ford chúng ta có radar ở trong khoang lưới tản nhiệt. Đấy. Honda thì chúng ta có một dải dọc như này, và đây là cái radar cảm biến cảnh báo va chạm. Camera hồng ngoại thì tất nhiên camera hồng ngoại và gạt mưa tự động chúng ta vẫn được trang bị ở trên gương chiếu hậu, và lát mình sẽ chỉ cho quý hàng ở phần sau của video. Cái radar này thì chúng ta lưu ý một chút là sẽ không nên lắp biển cũng như là che cái radar này đi, vì nó ảnh hưởng đến cái hệ thống an toàn của xe. Chiều dài tổng thể thì chiếc xe thay đổi dài hơn 39mm, tức là chỉ có 4cm thôi, và đa phần những cái thay đổi đó nó đến từ cái thay đổi trang trí thiết kế ở trên cái mẫu Honda CR-V này. Cụ thể thì cái phần mâm dưới này sẽ được trang bị một cái dải chrome. Đó. Tùy vào cảm quan của mỗi người, chúng ta có thể thấy nó đẹp hay không đẹp. Tùy theo mình, nó cũng không thật sự là quá nổi trội và nó không tinh tế được như phiên bản nhập khẩu. Qua phần thân xe thì chúng ta có một sự thay đổi hoàn toàn về phần la răng. Khi tuy cùng với kích thước lốp và vẫn là lốp Michelin danh tiếng, tuy nhiên thì la răng ở trên Honda CR-V sẽ là la răng hình hoa. Và nếu như với khách hàng yêu thích Honda, chúng ta nhận ra là ngay. Khá giống với mẫu Honda HR-V phiên bản G. Và cái màu sắc này khá giống ở trên la răng trên Civic G. Đó. Và một sự kết hợp cũng khá là hay. Và nó mang lại cho chiếc xe, chúng ta có thể thấy là cái lốp trước và lốp sau kích thước giống nhau. Tuy nhiên với cái kiểu trang trí và như này, chúng ta làm chiếc xe khá là cảm giác nó hòa đồng hay nó nhẹ nhàng hơn so với cái phiên bản la răng phay phi tiêu giống như cái phiên bản nhập khẩu trước đây. Và một điểm mới ở trên Honda Sensing và với triết lý của hãng cho mẫu CR-V đó là khai phá giác quan, thì chúng ta có đây là một camera, đây không phải camera 360 mà là camera trang bị ở trên hệ thống LensWalk. Và camera này sử dụng khi chúng ta bật công tắc ở trên cần xi nhan cũng hay là chúng ta gạt xi nhan sang phải, thì
những cái hình ảnh mà thu từ camera này sẽ hiển thị trên màn hình hiển thị trung tâm. Nó một điểm khá hay khi chúng ta được hạn chế được khá là nhiều điểm mù ở phía ghế phụ. Đó, tính năng này đã được áp dụng trên Honda Accord và có một chút thay đổi so với Accord mà mình sẽ nói sau. Cụ thể về thân xe thì cũng không quá nhiều khác biệt, vẫn có cảm biến chìa khóa cửa thông minh trên xe hay là mạ chrome ở nẹp chân kính. Đó. Rất tiếc là xe này vẫn chưa được trang bị bậc lên xuống, và thường thì những cái option này chúng ta sẽ đi kèm theo khuyến mại. Đuôi xe, một điểm khá hay ở trên Honda CR-V phiên bản L. Đuôi xe hiện nay nó là xe Nhật, tuy nhiên thì trang bị option hiện nay có thể nói có thể sánh ngang với xe Mỹ hay xe Hàn. Honda khá chiều người dùng khi trang bị thêm đá cốp rảnh tay, cũng như là thiết kế lại một chút cho nó tinh tế, trẻ trung hơn cho cái mẫu Honda CR-V 2020 lắp ráp này. Với cái tính năng đá cốp và cũng như điều chỉnh cốp điện thì chúng ta sẽ điều chỉnh được cái độ cao của cái mở cốp, và chiếc xe sẽ ghi nhớ lại cái chiều cao khi quý khách hàng mở cốp, và thao tác rất đơn giản. Với tính năng đá cốp mới thì thông thường với tất cả những chiếc xe được trang bị cốp điện cũng như tính năng đá cốp, chúng ta có thể điều chỉnh được cái chiều cao khi chúng ta hạ cốp. Ví dụ như là gara nhà bạn có chiều cao không quá tốt và chỉ đến đây thôi, chúng ta muốn cốp mở nó ở vị trí như này, thì thao tác khá đơn giản. Khi khách hàng chỉ cần giữ nút mở cốp này trong khoảng thời gian từ 3-5 giây, và sau tiếng bíp thì chiếc xe đã ghi nhận là bạn đã lưu cái chìa khóa, lưu cái vị trí mở cốp ở tại vị trí như này. Đó, đó là tính năng thông thường trên những cái mẫu xe có cốp điện trang bị hiện nay. Và trên phiên bản L chúng ta được trang bị cảm biến lùi. Đó, cũng như là cái hệ thống ống xả kép. Đây là ống xả thật nhé, không phải ống xả trong hàng mã trang trí đâu. Ống xả kép và thiết kế hình elip như này, nó trẻ trung, nó khỏe khoắn và nó cũng tăng cái độ thẩm mỹ cho chiếc xe Honda CR-V. Với những khách hàng tinh ý thì có thể thấy là cái phía sau của Honda CR-V chúng ta cũng có một cái thanh mạ chrome sáng bóng nối dài hai dải đèn của xe giống như ở phía trước. Đấy, nó tạo cảm giác liền mạch, và cái dải đèn như này chúng ta đã được thiết kế với cái màu khói hơn, tức là tối hơn so với trắng sáng. Hệ thống phân bổ cái đèn, cái thủy tinh trang trí nó sáng. Khi bước vào trong khoang nội thất của Honda CR-V, với bất kỳ khách hàng nào đã từng sử dụng xe và có một thời gian tìm hiểu về xe, chúng ta đều có một cái quan niệm rằng xe nhập khẩu sẽ tốt hơn xe lắp ráp. Tuy nhiên thì với cái phiên bản lắp ráp Honda CR-V 2020 hiện nay thì mình có thể đánh giá là cái mẫu xe này so với phiên bản nhập khẩu nó có thể đánh giá tốt đến 90%. Tất nhiên nó sẽ có một vài điểm, một vài tiểu tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà ở trong mức chấp nhận được. Và với quý khách hàng, nhất là thương khách hàng chọn thương hiệu Nhật, nó hoàn toàn có thể yên tâm với cái mẫu Honda CR-V lắp ráp này. Và phần đặc biệt chúng ta có trang bị thêm ở trên phiên bản L mà mới được ra mắt so với phiên bản trước, chúng ta có sạc không dây ở vị trí này. Với khách hàng hay đi xe quen thì có thể chúng ta vẫn bố trí sạc dự phòng này, hay tẩu thuốc để chúng ta cắm camera hành trình. Thì ở đây chúng ta chỉ có hai cổng sạc USB nếu chúng ta muốn sạc dây, và một cổng sạc không dây thông minh dành cho điện thoại iPhone 8 cũng như là các hệ điều hành Android mới thôi. Đó. Về bệ tì tay hay giá đẩy cốc cũng như là khay đẩy đồ thì nó vẫn giữ tiêu chí của một chiếc xe Nhật rộng rãi và đầy đủ tiện nghi đó với một chiếc xe tiền tỷ. Tuy nhiên thì vẫn có một vài điểm mà mình chưa ưng cho mẫu Honda CR-V, và nó giống như tất cả những xe khác thì Honda CR-V đều trang bị một cái cần xoay để thay đổi thông tin hiển thị ở trên cái điều màn hình trung tâm đó. Và có một điểm khá là hay ở trên Honda CR-V mới là chúng ta sẽ được điều chỉnh trang bị cái Honda Sensing, cụ thể là cái Adaptive Cruise Control mà giống như mình đã phân tích ở trong những cái video trước, và tắt bật hệ thống giữ lệch làn đường cũng như là điều
điều khiển hành trình đó, tức là giữ khoảng cách với xe phía trước, khá là hay. Còn về cơ bản thì mẫu xe này vẫn không khác nhiều so với xe nhập khẩu mà mình đã từng review cho khách hàng, chỉ khác một chút về nút bấm ở trên vô lăng cũng như là các nút chờ điều khiển điều chỉnh ở trên khoang cabin là cái sạc không dây. Về phần động cơ thì Honda CRV vẫn được trang bị động cơ 1.5. 1.5 của Honda là 1.5 turbo, hút khí tự nhiên. Nó hơi khác một chút so với động cơ turbo ở trên Ford hay là các mẫu turbo khác. Tuy nhiên thì với công suất 188 mã lực và dẫn động một cầu thì chiếc xe này hoàn toàn có thể đáp ứng cái nhu cầu sử dụng trong phố, đường trường cũng như là thậm chí là những địa hình khó ở trên thị trường hiện nay. Cụ thể về giá bán, chương trình khuyến mại cũng như là review so sánh sản phẩm thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp, mình có hotline đang đi kèm trên video. Mẫu Honda CRV 2020 đang giá hiện nay có mức giá bán dao động từ 998 triệu đồng và 1 tỷ 112 triệu đồng. Chương trình khuyến mại trong tháng 7 hiện nay đang hỗ trợ khách hàng từ 35 đến 50 triệu đồng, bao gồm cả tiền mặt, phụ kiện cũng như là các chương trình kèm theo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với hotline để mình được tư vấn tốt nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.